Vào thập niên 1950, Ferrari là cái tên thuộc diện danh giá nhất nhì làng đua xe chuyên nghiệp toàn cầu, liên tục dẫn đầu các cuộc đua mà họ tham gia từ F1 cho tới Le Mans với cả tư cách đội đua hay cá nhân đơn lẻ tham dự. Dù đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp nhưng cậu tay đua, doanh nhân kiêm nhà sáng lập thương hiệu xe hơi với biểu tượng ngựa trồng nổi tiếng Enzo Ferrari lại gặp bế tắc trong hôn nhân. Mối quan hệ giữa Enzo và người vợ Laura trở nên rạn nứt kể từ khi cậu con trai của họ qua đời khi chỉ mới 24 tuổi vì căn bệnh suy thận. Tuy đã đầu ấp tay gối với nhau hơn 50 năm nhưng tiếc là cuộc hôn nhân của họ không phải là một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực. Cú sốc từ việc con trai qua đời đã ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý của Enzo khiến anh phần nào đó trở nên mất phương hướng và bất ổn định tâm lý. Laura thì cũng chẳng khá hơn là mấy khi nhiều lần kiếm cớ gây chuyện với chồng. Hai người cũng vì vậy mà thường xuyên xảy ra xung đột, thậm chí trong một lần cãi vã, căng thẳng đẩy lên cao trào khiến Laura mất bình tĩnh mà rút súng bắn về phía chồng với mục đích cảnh cáo. Mặc dù cơm không lành canh cũng chẳng ngọt nhưng hai người lại không thể đường lấy đi vì ly hôn vốn dĩ bị phản đối ở nước Ý, nơi mà đa số người dân đều theo đạo Công giáo. Nếu không phải vì định kiến của xã hội thì chắc có lẽ điều duy nhất giữa Enzo và Laura ở bên nhau là tình yêu của họ dành cho cậu con trai bạc phận. Giữa lúc đang quay cuồng trong đau buồn trước sự ra đi của quý tử, cách đây chưa lâu Enzo lại tiếp tục đón nhận hung tin khi tận mắt chứng kiến gà cưng trong đội đua của mình qua đời trong một buổi chạy thử. Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên Enzo chứng kiến những tay đua thiệt mạng trên chính cục sắt mà mình tạo ra. Vậy nên không khó để nhiều người hướng sự chỉ trích về phía hãng xe Ferrari. Họ tin rằng Enzo không quan tâm chú trọng vào mảng an toàn mà thay vào đó chỉ chú tâm vào thành tích khiến không ít tay đua tài năng của đất nước phải bỏ mạng. Bỏ ngoài tai những tin đồn thất thiệt nhắm thẳng tới mình, Enzo tìm đến cô tình nhân Lina để giải bày tâm sự. Thời điểm này tình hình kinh doanh của hãng xe nước Ý cũng đang rơi vào cuộc khủng hoảng, khi mà doanh số xe thương mại của họ liên tục tụt dốc không phanh bởi vì Enzo quá tập trung vào mảng xe đua. Để không bị trục xuất ra khỏi ngành, người trợ lý đã yêu cầu ông chủ hãy nâng cao việc sản xuất xe thương mại, qua đó thu hút nguồn đầu tư tài chính từ bên ngoài. Hơn nữa, nếu như muốn bán được 400 xe trong vòng một năm, Enzo buộc phải vượt qua những đối thủ sừng sỏ để thắng Mai Milia, cuộc đua đường trường hấp dẫn nhất thời bấy giờ. Không lâu sau, nhà tài phiệt đã chiêu mộ được một tài xế mới đầy triển vọng tên là Portago. Qua bài sát hạch kiểm tra tốc độ, Portago đã chứng minh được năng lực của bản thân, nhanh chóng có được một vị trí trong đội ngũ của Ferrari. Khoảng thời gian này, Enzo vẫn thường xuyên qua lại với Lina. Cậu con trai Piero Ketting của mối quan hệ ngoài luồng cũng tỏ ra vô cùng yêu thích xe đua. Ước mơ của nhóc luôn muốn trở thành một tay đua cự phách giống như cha. Sau cái chết của con trai cả, Enzo đã chủ động lùi về sau để vợ lên tiếp quản không ít hoạt động của thương hiệu Italia. Từ một thư ký, Laura dần dần leo lên bậc thang quyền lực với đỉnh cao là vị trí đầu tại Ferrari chỉ sau chồng mình. Tính cách không khoan nhượng, đầy nghiêm túc và đặt nặng thành tích của Laura gần như không khác Enzo là bao. Bà đầm thép luôn yêu cầu Ferrari phải là tiêu chuẩn của làng xe thể thao toàn cầu. Để có thể tiến hành thương thảo với đối tác, Enzo buộc phải nắm quyền sở hữu cổ phiếu của công ty, nhưng khổ nỗi Laura khi này lại đang kiểm soát toàn bộ. Bất đắc dĩ, Enzo chỉ có thể nhượng bộ trao đổi với vợ một tấm séc trị giá $500,000 để được ủy quyền sở hữu cổ phiếu. Đồng thời, ông còn phải cày ải cật lực nhằm thỏa mãn Laura. Tại buổi họp báo, Enzo lần lượt giới thiệu tổ đua của mình với đám phóng viên. Đầu tiên là anh chàng Portago đầy triển vọng. Tiếp theo đó là người bạn già ta giúp phi đầy kinh nghiệm, Peter Collins, nhà vô địch thế giới tương lai. Kế đến là Tác Phi Von Chips, một con hổ đầy tốc độ. Và cuối cùng Oliver, tay đua đường phố nhanh nhất thế giới. Sau đó, Enzo đã bí mật nhờ một nhà báo viết bài tung tin đồn thất thiệt về việc ông sắp sửa nói chuyện với giám đốc điều hành của hãng xe Ford về tương lai của Ferrari. Mặt khác, Laura khi này cũng biết được Enzo đã lén lút ngoại tình và phản bội mình suốt một khoảng thời gian dài. Trong khi đó, Lina đã nhiều lần đề cập về vấn đề tên họ của Piero. Cô cho rằng cậu nhóc cần có một danh phận rõ ràng. Tuy nhiên, Enzo lại hết lần này đến lần khác từ chối để Piero lấy họ của mình, nhưng cũng phân vân không muốn con trai lấy họ của mẹ. Điều này khiến cậu bé rất tủi thân vì dù đã lớn mà vẫn chưa có được một cái tên hoàn chỉnh so với bạn bè. Ngoại trừ Laura thì chỉ một số ít bạn tâm giao của Piero biết tới sự tồn tại của cậu nhóc. Sự ích kỷ và gia trưởng của Enzo khiến Lina cảm thấy hối hận khi trao hết tình cảm cho ông. Tại sao 12 năm trước lại chen chân vào hôn nhân của người khác để đổi lấy sự thiệt thòi đầy tủi nhục? Lina hoàn toàn có lý khi yêu cầu Enzo phải cho Piero một thân phận rõ ràng. Trong khi Laura đang gặm nhấm nỗi buồn và hồi tưởng lại quá khứ hạnh phúc thì Enzo cũng đang bồi hồi nhớ về khoảnh khắc Lina thông báo cô đã mang trong mình cốt nhục của anh. Trở lại với thực tại, sau chặng đua không mấy thành công, Enzo đã trực tiếp lên tiếng phê bình các thành viên trong đội. Portago cay cú tỏ thái độ bất mãn vì cho rằng bản thân lẽ ra đã đánh bại được đối thủ nhưng ông chủ lại xen ngang vào. Thấy thanh niên này quyết tâm như vậy, Enzo sau một lúc suy nghĩ đã quyết định đổi xe cho Portago và giao cho cậu khối động cơ nhanh nhất của mình khiến đối phương không khỏi hào hức. Laura sau khi đắn đo cũng đã quyết định nhấc máy để chất vấn chồng về người phụ nữ tên là Lina và con trai của cô ta. Enzo có chút bất ngờ nhưng cũng không giấu giếm mà lập tức thừa nhận mối quan hệ ngoài luồng với tình nhân. Từ đó Enzo trở về nhà để nói chuyện với vợ về vấn đề này.
Laura hỏi người phụ nữ đó có khác đám còn lại không thì Enzo đáp tôi từng yêu cô ấy và cho đến bây giờ vẫn vậy. Laura nghe tới đây thì không giữ được bình tĩnh nữa mà bắt đầu nổi đóa ghen tuông, sau đó trực tiếp trách móc chồng là đồ vô trách nhiệm khi không giữ được tính mạng cho con trai như lời mà ông đã hứa. Thế nhưng Enzo lại cho rằng mình đã hoàn thành tất cả nghĩa vụ của một người cha, từ việc tìm hiểu tường tận về căn bệnh suy thận đến việc đưa thằng bé đi khắp nơi để chạy chữa. Thậm chí khi con trai mất, bản thân đã tiến hành xây dựng một ngôi trường để tri ân tưởng nhớ cùng cả bệnh viện đã chữa trị cho con. Không những vậy, hàng tháng Enzo vẫn đều đặn đến nghĩa trang để viếng thăm con trai nhưng những thứ ấy cũng không thể xoa dịu được trái tim đang tan nát của vợ. Cuộc tranh cãi chấm dứt khi Laura đưa cho chồng mình toàn bộ giấy tờ ủy quyền cổ phiếu để anh có thể tự do thương thảo về số phận của Ferrari. Enzo cũng ký vào tấm séc trị giá 500.000 đô coi như đã mua lại toàn bộ số cổ phiếu trên, sau đó ngay lập tức đến nhà của Lina để thuyết phục cô đưa Piero về sống chung với mình, vì dù gì mọi chuyện cũng đã đổ bể rồi. Tuy Lina có chút bất ngờ và lưỡng lự nhưng cũng chỉ đành đồng ý. Chỉ còn vài ngày nữa là cuộc đua mạo hiểm thuộc khuôn khổ giải Mai Milia sẽ chính thức diễn ra. Enzo và những chiến mã thép đang tất bật hoàn thành những thủ tục cuối cùng cho cuộc đua. Thời gian gấp rút nên họ chỉ có thể tận dụng mọi lúc để đưa ra chỉ dẫn cho những tay đua của mình. Rất nhanh cuộc đua khắc nghiệt giữa Ferrari và đối thủ sừng sỏ Maserati chính thức khai mạc. Enzo giao cho Portaco chiếc Ferrari 335 mạnh nhất của mình, đồng thời không quên dặn dò cậu và những thành viên khác phải tập trung nắm bắt cơ hội để vượt qua đối thủ ngay khi có thể. Nhưng điều quan trọng nhất là vẫn phải giữ an toàn cho bản thân. Phía đối thủ cũng hừng hực khi thế quyết tâm đánh bại nhà Ferrari nhằm giành lấy suất huy động từ bên ngoài. Cứ thế những chiếc xe đua lần lượt lăn bánh khởi hành ngay trong đêm, họ băng qua những cánh đồng, qua những khúc cua gay cấn và cạnh tranh nhau từng centimet một vô cùng căng thẳng. Trong một khoảnh khắc định vượt mặt đối thủ, chiếc xe Maserati 537 đã bất ngờ bị mất lái lao thẳng xuống dốc không thể quay lại đường đua. Trong khi đó, Enzo cũng vừa nhận được tin vui khi một thành viên trong đội của mình đã về đích sớm nhất ở chặng đầu tiên. Những thành viên khác duy trì phong độ khá tốt khi liên tục bám đuổi và giữ khoảng cách với đội nhà. Cùng lúc đó, chiêu bài tung tin đồn giả cũng bắt đầu có tác dụng, lo sợ báu vật quốc gia Ferrari sẽ thuộc về tay của người nước ngoài. Một nhân vật bí ẩn đã liên lạc ngỏ lời hỗ trợ tài chính cho công ty của Enzo và khuyên anh đừng dại bán Ferrari lại cho Ford. Chỉ chờ có thế Enzo liền lập tức đồng ý và hứa sẽ gọi lại bàn bạc với ông ta vào sáng sớm ngày mai. Ở bên này, cuộc đua gay cấn vẫn đang tiếp tục diễn ra và nhanh chóng bước vào giai đoạn nước rút khắc nghiệt. Hai bên liên tục tận dụng từng khúc cua nhỏ hẹp để vượt mặt nhau. Chiếc 533 của Maserati khi này đang cạnh tranh khốc liệt với chiếc 531 của Portaco. Cứ thế hai đại diện so kè từng chút một, đột nhiên chiếc 533 của nhà Maserati lạc hướng lao xuống vách núi đâm phải tảng đá và dừng lại. Portaco thành công gạt dò được một đối thủ rồi băng tiến về phía trước. Tranh thủ khoảng thời gian chờ những tay đua của mình tới thì Enzo đã đến khách sạn để hội ngộ với tình nhân Lina. Trái ngược với sự yên tâm của Enzo, chủ tịch phía Maserati bắt đầu lo xốp vó khi thấy tay đua của mình bị loại khỏi cuộc chơi. Đã vậy gã còn mặt dày ngồi trên xe của đối thủ khiến ông ta mất mặt chỉ biết chửi đồng. Vừa hay đó cũng là chiếc xe cuối cùng của Maserati. Nhận thấy đối thủ lớn nhất đã bị loại, trợ lý khuyên Enzo nên ra lệnh cho các tay đua giữ tốc độ ổn định để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên Enzo lại bảo thủ cho rằng cứ để những tay đua này làm tốt nhất công việc của họ. Sau đó còn thôi thúc người bạn già của mình tối thiểu phải về đích trong top 3, căn dặn Portaco phải vượt đối thủ ngay khi có cơ hội và không được do dự. Có thể thấy gương mặt của Enzo tràn đầy sự tự tin cùng với đó là một niềm kiêu hãnh đã đặt vào các tay đua của mình. Tuy nhiên điều mà nhà xa sáng là Ferrari không ngờ đó là một thảm kịch thương tâm đã xảy ra với đội đua của mình ở chặng cuối. Khi ấy những chiếc xe Ferrari đang dẫn đầu toàn đoàn, Portaco một mình một ngựa tiến vào một vùng nông thôn gần Mantua với tâm thế của người chiến thắng. Tuy nhiên đúng lúc này chiếc xe do tay đua trẻ cầm lái không may cán phải một vật thể lạ khiến lốp xe nổ tung. Áp lực từ vụ nổ khiến chiếc xe mất lái cứ thế đâm vào cột bê tông rồi văng ra khỏi đường đua khiến Portaco và Hoa Tiêu ngồi bên cạnh trực tiếp thiệt mạng. Đen đủi thay những khán giả đứng gần đó chứng kiến cuộc đua cũng không qua khỏi. Mặc dù đội của Ferrari đã xuất sắc giành được chiến thắng cuối cùng thế nhưng vụ tai nạn thảm khốc đó cũng đã đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên của những cuộc đua xe mở rộng. Bên cạnh đó họ phải giải quyết các vấn đề liên quan tới pháp lý. Enzo còn phải đối mặt trực tiếp với dư luận khi tất cả đều cho rằng sự thờ ơ của ông đã gây ra cái chết của những nạn nhân xấu số. Tất cả cho rằng Enzo chỉ xem các tay đua của mình là công cụ dẫn tới danh vọng và thành công. Những tưởng Laura sẽ bỏ đi cùng với tấm séc 500 triệu đô thì bất ngờ cô đã quyết định để nó lại cho chồng. Dù rất căm phẫn kẻ phản bội này nhưng khi nhìn vào ánh mắt của anh, Laura lại thấy được bóng dáng con trai mình trong đó. Hơn nữa cô cũng không nhẫn tâm đến mức khi để cơ nghiệp mà hai vợ chồng gây dựng vất vả sụp đổ. Cuối phim Enzo đã đưa Piero đến viếng mộ người anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Cậu bé sau đó cũng chính thức được lấy tên theo Ferrari và thừa hưởng khối tài sản triệu đô. Đó cũng chính là những mảng ký ức đan xen lẫn lộn về đời sống phức tạp của ông trùm xe đua nước Ý Enzo Ferrari.